Kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 2016. Tôi xin nói về phần giới thiệu sách hay. Kỳ trước tôi đã giới thiệu 3 cuốn sách văn chương nghệ thuật. Các bạn đã theo dõi. Hôm nay tôi xin giới thiệu 3 cuốn sách rất nổi tiếng, đời người ngắn ngủi, chúng ta phải nên đọc 3 cuốn sách này, kéo uổng phí thời giờ. Thứ nhất, cho học mở mạng. Thứ hai, để hiểu nhân loại. Thứ ba, để biết về thân phận con người. Á Đông, chiến tranh. Tôi đã đọc, tôi bác sĩ y khoa vô trong tuần hành nghề mấy chục năm, trong này đã đọc qua rất nhiều sách, rất nhiều thư viện Pháp, Anh, Mỹ, cho nên tôi có nhìn tổng quát sâu sắc. Chuyên môn mọi vấn đề tôi biết nhiều, sử ký, địa lý, văn chương, toán học, y khoa, mọi thứ, chính trị, tôn giáo, nói chung tất cả mọi thứ trên đời. Hôm nay tôi xin giới thiệu một cuốn sách nổi tiếng trên thế giới, ai cũng phải đều biết. Cuốn thứ nhất mà tôi nói đây là cuốn gọi là Đất Lành hay là Đất Tốt. Cuốn của bà văn sĩ Pierre Buck, B-U-C-K, người Mỹ. Cuốn đã được giải Pulitzer, văn chương của Hoa Kỳ. Nói về đời sống của người Trung Hoa, ở bên Trung Hoa, người nông dân trải qua những cuộc biến động lịch sử. Phong kiến cho tới thời chiến tranh quốc cộng. Nói về cuộc đời quay quanh nhân vật Hoàng Lương với người vợ Orlan. Đây Pierre Buck, The Good Earth, đây là con trâu, đây là người nông dân tạo một cái nhà tạo của máy cào, chuyện xảy ra ở bên tàu, con trâu đang kéo cày nông dân, hoàng đường của tàu, cuộc đời của người nông dân. Cuốn sách này đã được giải thưởng Pulitzer. Và bà Pierre Buck được giải Nobel về văn chương. Cuốn này xuất bản từ năm lâu rồi. Cuốn sách dạy
79 379 379 379 chả. Cuốn này đã được dạy trong các trường. Thôi kệ. Đây đang đi, người nông dân đang đi mang lúa gạo tới nhà máy sấy để sấy thành bột. Đây là mỗi lần tới cái chùa tạo. Đây là bà Kiên Bậc, tác giả. Cuốn này đã có người dịch xưa gọi là đất lành. Mà một tôi có thể dạo để sử dụng ở thành phố Chin Kiang, Nam Kinh. Bên tàu, chuyện bên tàu xảy ra để biết thế nào cuộc đời của người nông dân ở bên tàu sống như thế nào. Cuốn thứ hai cũng của bà Biên Bắc, không có, tôi không có cuốn sách ở đây, nhưng mà trong e-book gọi là Gió Đông Gió Tây, East Wind West Wind. Gió Đông là về phương Đông bên tàu, Gió Tây là cuộc sống ở bên Tây Phương Âu Mỹ. Nói về cuộc sống của những người, hai người khác nhau, hai lối sống khác nhau. Lối sống bên tàu hồi xưa trước năm 1945, thời Mao Tse Tung, thời phong kiến, và so sánh với lại cuộc sống của bên Mỹ Tây Phương 100 năm về trước. Nói về sự phong tục bó chân của Trung Hoa thời Mãn Thành, người đàn bà cho bó chân về thời sản, đau đớn vô cùng, và những sự trói buộc về tam tổng tứ đức bằng những sợi dây vô hình không thoát khỏi, và chết trong sợi dây đó do chế độ phong kiến thời xưa để lại và ảnh hưởng tới cả miền Nam, cả Việt Nam, miền Bắc, phần lớn miền Bắc Việt Nam. Tam tổng tứ đức, chế độ ác độc vô cùng, phong kiến. Nhưng mà nhà có Mao Trạch Đông đã giải phóng, bình đẳng. Đó là cuốn Gió Đông Gió Tây, cũng của bà Biên Bậc này. Nhưng mà biết cuốn bài cuốn thì cuốn tên tựa đề khác bằng tiếng Anh. Phải tục lại bó chân của người phụ nữ ác độc vô cùng. Thứ ba, tôi sẽ nói là cuốn Chiến Tranh Hòa Bình, War and Peace của Leo Tolstoy, một nhà văn, đại văn hào Nga. Cuốn này xuất bản bởi Barnes Noble. Cuốn này dày phải tới 696 trang. Leo Nikolai Tolstoy sinh ra vào hàng quý tộc của Nga năm 1828 gần Tula ở Nga. Từng được vào trong quân đội, được tuyển vào trong quân đội Caucasus năm 1851, lúc khoảng 23 tuổi, và đã từng giữ những trận đánh chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ, Crimea. Nói về chiến tranh, cuộc sống chiến tranh với lại Napoleon, lúc Napoleon đánh qua Nga sâu. Học ở trường đại học Kazan, lúc
16 tuổi. Để tự học và sau viết cuốn truyện Chiến tranh hòa bình năm 1869 và Anna Karenina 1877. Khá lệ ninh. Và chết năm 1910. Chính biến ở nước Nga. Cuốn này rất nổi tiếng. Ai, mọi người nên đọc để biết về thế nào là lịch sử chiến tranh. Hình bịa là đang chém giết của Napoleon với Nga, quân Nga. Borodino, quân Napoleon đã bị đánh tan ở đó. Và rút, Napoleon mang đi 600.000 quân. Và khi trở về còn có 50.000 quân chết sạch trên đường về. Xin tạm ngừng bút ở đây.